kênh mô hình xe lửa Brain Strain. Và ngày hôm nay mình có một content mới dành cho các bạn, đó chính là thử thách quay tàu hỏa theo thẻ bài. Đúng hơn là thử thách quay tàu hỏa theo vòng quay này nha mọi người. Thực ra thì sau vài lần nghiên cứu về mày mò thì mình cũng đã vẽ tất cả các đoàn tàu và chế thành một cái vòng quay như thế này để mình quay cho mọi người xem. Đó, và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Là sẽ quay tất cả các đoàn tàu và mình xoay chúng cái hình ảnh của nó. Ví dụ như nha, bây giờ mình sẽ thử xoay nha. Xí. Bây giờ mình sẽ thử xoay nha. Yeah. Đó, đây nè, D18E tàu hàng. Nhát thôi. Và sau khi mình xoay xong tất cả các đoàn tàu mà mình đã quay chúng rồi nè, và ngày hôm sau mình sẽ tiến hành tới các ga để mà quay video về tàu hỏa thật cho các bạn xem y chang như trong hình. Liệu nhiệm vụ lần này có thành công hay không? Các bạn hãy cùng đón xem nha. Let's go. D12E tàu hàng 4 số nha. Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta. Tàu khách SE6 nha mọi người. Tàu khách SE21. Đầu máy D19E đi đơn. Ui, đầu máy D19E đi đơn cũng là loại đầu mới khác luôn nè mọi người. Ok, và hiện mình đã bắt gặp được một đầu máy D12E. Ủa, chính xác là hai đầu máy luôn. Một đầu máy đang nói về một Ramsey khách và một đầu máy ở phía sau kia kìa mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Nếu mà một trong hai đoàn tàu đó là đoàn tàu hàng thì nhiệm vụ đầu tiên của mình sẽ thành công nha. Mình sẽ chịu khó đứng đây bắt để còn cảnh đầu máy D12E kéo tàu khách họ hàng cho mọi người xem ha. Đó, mọi người thấy con D12E đang rời ga không? Là tàu hàng 4 số đó mọi người. Vậy là nhiệm vụ của chúng ta đã thành công rồi. Yes. Lần đầu tiên mình quay theo content này ở Đà Nẵng luôn á mọi người. Chúng ta cùng nhau xem thử cái đoàn tàu hàng này nó sẽ rời ga như thế nào nha. Lần đầu tiên mình quay D12E đấy. Ồ, nó chạy bên đường đây mọi người. Wow. 659 D12E. Yeah, lần đầu tiên nhiệm vụ thành công. Ông lái tàu giữa đường ghê. Wow, này to xe chở tài việt nha mọi người. Tài việt đã thay được ray đó mọi người ạ. Có mấy xe chở đá đó nè. Mấy xe chở đá này mới tinh luôn á mọi người. Wow, ram thực sự rất là đẹp. Mình rất thích cái mấy cái ram 4 số mà kiểu gì này. Còn nói gì hơn nữa, nhiệm vụ đầu tiên thành công rồi. Yeah. Theo như mình biết thì tàu này sẽ đi ga Nông Sơn nha mọi người. Để làm thực hiện nhiệm vụ gì. Nói chung là rải tà bẹt xuống nè để sửa chữa đường ray đó mọi người. Làm ơn là đổi mới đi mà. Ui, đổi mới mọi người ơi. À, như vậy là nhiệm vụ của mình đã thành công rồi nha mọi người. 932. Phải thế chứ. Yeah.
vụ của mình thành công rồi nha mọi người. Chính xác như những gì mình quay luôn. Phải thế chứ. SE6 máy đổi mới. Ok, về để bonus thêm thì mình sẽ quay cái con clip kẻ tím kia tới chỗ này nha mọi người. Đây mọi người thấy con chiếc 77 không? Mình sẽ tới đây nè. Wow, về ok mọi người. Sau khi mình vừa bước chân tới ga thì hiện tại mình đang thấy một đoàn tàu khách đang nằm trong ga nha mọi người. Mọi người có thể đoán được đó là tàu gì không? Đó, thấy không mọi người? Chính là SE21 đó mọi người. Về nhiệm vụ tiếp theo của chúng mình cũng đã thành công rồi nha mọi người. Mấy đứa kéo SE21, chúng ta sẽ cùng nhau bắt nó nha. Wow. Thật ra thì là lần đầu tiên mình thấy đứt đi SE21 đó mọi người. Hiếm hiếm đây. Ok, SE21 đang rời ga nha mọi người. Cái tàu du lịch đó kìa. Dạ. Hello. Wow, đây là toa xe du lịch nè mọi người. Ôi, nhìn đẳng cấp hẳn luôn á. Luxury. Có vẻ như tàu mới khởi hành ga Đà Nẵng cho nên hành khách số lượng họ không nhiều nha mọi người. Đề phòng mấy xe giường nằm rất là trống trơn luôn. Xe giường nằm trống trơn à. Wow, toa này bị cũ rồi. Xe gờ thì tội. Nhiệm vụ lần này tiếp theo của mình vẫn thắng đậm rồi mọi người. Cùng nhau chờ đoàn tàu tiếp theo nha. Ok, và tiện thể nói cho mọi người biết là nhiệm vụ ngay phía dưới SE21 của Nguyên á cũng thành công luôn nha. Để 19 này đường. Mình sẽ cho mọi người xem cái con cà tím này ở kia. Thấy không mọi người? Máy đang ra kho nha mọi người. Một cái đặc biệt của 943 là mình thấy có một cái hiệu đoàn ở trước kìa. Đó là mình nhớ tới 911, 970 hồi xưa á mọi người. Hồi xưa 911 với 970 cũng có. Thì ra cái hạch là chở SE5 nhưng mà có vẻ như anh nói là có đường rồi nha mọi người, cho nên chạy luôn. Nhiệm vụ SE12 chúng ta đã thành công. Wow. Hello anh. Lên đèn hẳn hoi luôn mọi người. Thì là lúc nãy mình có lên máy tham quan nhưng mà
nói chuyện với mấy anh vui quá mình không có quay lại cho mọi người xem. Ok, mấy anh rất là vui tính nha mọi người. Đấy, 943 đấy, mấy Hà Nội đấy mọi người. SM12. Ok, ba anh nha. Đi an toàn nha mấy anh. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Bye. Tàu SM12 tăng cường chạy phục vụ cho mùa hè nha mọi người. Bây giờ SM12 sẽ tiến thẳng ra Hà Nội. Theo như mình biết thì SM12 sử dụng cả hai RAM của Hayako và SRT luôn nha mọi người. Đây là RAM của SRT nè, của Sài Gòn đấy. SM12 hồi trước thấy xịn lắm nhưng mà bây giờ mình thấy RAM khá là cùi cùi nha mọi người. Ok hết rồi. C6502. Ok, xong nhiệm vụ tiếp theo. Có vẻ như hôm nay mình lượm được nhiều nha. Đây, nhiệm vụ của mình là quay XC5 nha. Do máy kẹt tím kéo. Máy kẹt tím kéo nhưng mà sự thật là máy đổi mới mọi người, cho nên nhiệm vụ lần này fail. À thôi, nhưng mà dẫu gì cũng là XC5 cho nên mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Đấy, nằm đó mọi người. Giờ nên tiếp về Sài Gòn đây. 938. Hello. Hello anh chú. Em này lạ quá. Ê nam này hơi lạ. Thôi cứ quay thôi, chill thôi. Wow, anh thấy đi thế nào mà bị nhiều. Khi nào không có cái cửa thông gió không? Đây bưu điện, to bưu điện Việt Nam đây. Tùm tùm. Ok xong. Và con chiếc Libe vẫn nằm một cục đó. Có lẽ nó đi tàu hạng rồi, không biết nó đi tàu gì không. Ok, và bonus cho các bạn một nhiệm vụ nhỏ luôn. D19E đơn. Đây, D19E đơn này. Mình lượm được con 938 nha mọi người. Nó đang đi XC5. Chuẩn bị đi XC5. Bạn có để ý cái số 8 của thằng 938 không? Mình thấy nó hơi kỳ kỳ sao ấy. Ok, coi như là một nhiệm vụ nhỏ nữa. Thành công. Mình mới vừa quen được một nhóc ở Đà Nẵng nè. Nó tên là Tuấn Anh đó mọi người. Thôi đừng có sửa mà. Rồi mấy chú cứ vào đi, con chụp cho. Oh.